Đấu Trường Channel rất là chào và chúc sức khỏe đến toàn thể về các bạn nha. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đấu Trường Channel trong sáng nay. Và sáng hôm nay thì Đấu Trường Channel có dịp đi về lại vùng đất của đất mũi Cà Mau, nơi cực nam của Tổ quốc. Như video trước thì Đấu Trường Channel đã có dịp chia sẻ với chúng ta rồi. Gần đây thì khu vực từ ở Năm Căn đi đến với đất mũi khoảng 50 cây số, đó là cái đoạn đường của đường Hồ Chí Minh thì đang được sửa chữa. Chính vì thế là hiện nay trong khoảng 2 tháng trở lại đây thì cái tuyến đường này xe đường bộ tạm ngưng không đi được, bởi vì do là thời tiết là mưa nắng vân vân. Thứ hai đó là do họ đang nâng cấp đường cho nên là đường đi rất là khó khăn và các xe lớn không được vô được, cho nên là đã trở lại với cung đường đi tàu cano cao tốc. Chính vì thế là hôm nay Đức Quốc Trọng Channel gửi đến toàn thể vị các bạn một cái video đi lại đường cao tốc mà trước đây Đức Quốc Trọng Channel đã có dịp gửi đến chúng ta rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành lại với Đức Quốc Trọng Channel, chúng ta sẽ đi đường cao tốc nha, đi bằng tàu cao tốc để đi đến với khu vực của đất mũi Cà Mau. Để đi cái tàu này thì hiện nay cái bến tàu cao tốc để đưa chúng ta đến với đất mũi là chúng ta qua khỏi cầu Năm Căn này. Đây, phía trước đây chúng ta rẽ tay phải để vô bến tàu. Và chúng ta qua khỏi khu vực của trung tâm thị trấn Năm Căn, chúng ta qua khỏi cầu Kinh Tắc. Chúng ta qua khỏi cầu Năm Căn thì chúng ta rẽ tay phải để vào cái bến tàu. Để chúng ta xuống tàu cano cao tốc này, chúng ta đi đến với đất mũi nha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ xuống tàu ha, xuống cano đây. Chúng ta sẽ di chuyển đến với khu vực của đất mũi cực nam Tổ quốc. Chiếc cano này là chứa được 22 người đây, 22 ghế đây. Rồi, cano mình khởi hành nha. Chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực đất mũi từ ở ngay khu vực của bến tàu cầu Năm Căn đây, mình đi đến với đất mũi khoảng 50 cây số. Thì chúng ta đi khoảng 50 phút. Và vận tốc của anh tài công đây chạy thì khoảng chừng 50 đến 60 cây số trên giờ. Thank you.
chúng ta sẽ di chuyển trên khu vực này để thấy được rừng ngập mặn ở Cà Mau nha. Và đang di chuyển trên sông này là sông Cửa Lớn đây. Đã khá lâu rồi mới có dịp đi lại tuyến cano đường sông này, bởi vì từ khi mà chúng ta đã có tuyến đường bộ từ ở Nam Căn ra đến Đất Mũi mang tên đó đường Hồ Chí Minh thì hầu hết các du khách đến đây bằng đường bộ hết. Hôm nay thì trở lại với đường sông, chúng ta sẽ được di chuyển để chúng ta thấy được những con sông chính ở khu vực Cà Mau nha. Qua nhiều con sông nhưng mà sông đang đi đây là sông Cửa Lớn. Chúng ta sẽ ngắm nhìn cái loại hình đánh bắt cá trên sông ha. Đây là loại hình đóng đáy đây, vẫn còn duy trì ở khu vực của Cà Mau này. Vô đây là trung tâm của huyện Ngọc Hiển đây.
chuyến này là anh tài công chạy cho chúng ta đi xuyên rừng. Đây là một cái tour khác của du khách khi đến với đất mũi. Họ sẽ book một cái tour đi bãi bồi, đi xuyên rừng. Tuy nhiên thì hôm nay rất là vui là được anh khuyến mãi cho đi xuyên rừng như thế này. Chứ thật ra đấy tour là tour này muốn đi xuyên rừng gì thì chúng ta phải mua một cái tour riêng. Là đi cũng bán tiếng hồ anh. Không có tour xuyên rừng là đi bán tiếng đó tiếng hả? Những cái tàu cano của du khách thì phải đi cái tuyến sông lớn bên ngoài. Còn muốn đi xuyên rừng như vậy thì chúng ta phải mua tour riêng. Wow. Chúng ta thấy người ta nuôi hào rồi, thì đây là cách nuôi hào ở tại khu vực rừng Ngập Mặn, Cà Mau ha. Rồi, chúng ta chuẩn bị đến nha. Chào mừng chúng ta đến với khu du lịch đất mũi Cà Mau. Đây là điểm mua vé ha. Cái này là bến tàu Cà Mau. Di chuyển tham quan pano chiếc tàu nha, bằng xe điện. Đất nước ta là một con tàu mũi thuyền, ta đó mũi Cà Mau. Rồi. Xe điện thôi chứ bây giờ đến đây mà không đi xe điện là không đi nổi. Quá xa mà nắng. Cầm dưới ra nhìn vô nha. Đó, đi xa vậy sao đi nổi. Dạ không chị, bữa nay chưa, gần đây thì có rồi chứ ở trong này thì chưa. Miền Tây quê tôi.
bến ban đầu. Dạ, kiểm tra tư trang hành lý trước khi lên tàu.